Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 tháng 9 tại nhà hữu nghị ở thao trường Alabino, ngoài ô Moscow, Liên bang Nga, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam tham dự hội thao quân sự Army Games 2020 đã tổ chức ngày văn hóa kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày văn hóa với các tiết mục văn nghệ theo chủ đề hai đất nước một trái tim ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga những bài hát nga do các quan công việt nam thể hiện đã làm rung động trái tim của nhiều khách tham quan ngày văn hóa còn giới thiệu đến quan khách những món ẩm thực đặc sắc của việt nam do các anh nuôi đội bếp giã chiến thể hiện đã chinh phục được các thực khách gồm không chỉ gồm khách tham quan người nga các sĩ quan chiến sĩ nga và các nước đến chung vui cùng đoàn việt nam trong ngày tết độc lập